Nhưng cái quan trọng là mình muốn giới thiệu cho anh em một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời, giá thành rất là rẻ này. Giá chỉ có hơn 2 triệu thôi anh em nhé, và là bản chính hãng, bảo hành tại chính hãng luôn. Là anh em yên tâm và mua hàng thôi. Xin chào anh em, mình đến từ máy bán xe VN. Và thì giới thiệu điện thoại cho anh em chán rồi. Ngày hôm nay thì mình có về sản phẩm này. Đó, anh có thể nhìn thấy ngay không? Một chiếc smartwatch, một chiếc đồng hồ thông minh của thương hiệu Huawei anh em nhá. Đó, anh có thể nhìn thấy không? Vâng, đây là một sản phẩm đồng hồ smartwatch với giá rất là rẻ luôn. Chỉ có hơn 2 triệu thôi. Cụ thể là bao nhiêu thì anh em có vào website bên mình là mm.vn. Đường link mình để dưới mô tả nhé. Hoặc gọi điện trực tiếp cho mình. Số điện thoại 02562 6789 để cập nhật sản phẩm. Tình hình và giá cả của sản phẩm này. Đó, sản phẩm này vừa về rất là nhiều luôn. Ok, và điều đặc biệt đây là một sản phẩm chính hãng anh em nhìn không? Đó, đây là một sản phẩm chính hãng luôn anh em nhá. Sản phẩm chính hãng luôn. Đó, nguyên siêu như này. Anh em nhìn thấy này. Sản phẩm này có tên là Huawei Watch GT 46mm. Đây là sản phẩm đồng hồ dành cho anh em nam giới. Dành cho anh em nam giới thôi. Chứ các chị em phụ nữ là tay to thì cũng dùng được. Đó. Tên mã nó là B19, anh có thể search ở Google để biết về sản phẩm này. Giá rất là rẻ, hơn 2 triệu đồng. Màu sắc ở đây là mình có màu titanium gray anh em nhé. Đó, anh em nhìn thấy không? Đây là màu titanium luôn, rất là nam tính luôn. Đây, anh em nhìn thấy là tất cả thông tin của nó ở đằng sau hộp thì ghi như thế này. Vâng, đây sản phẩm là sử dụng Bluetooth và nó không wifi. Đó, thông tin chi tiết thì ở trên hộp nó đều có hết rồi. Bên này có một cái tên modem này, một cái dấu giấy số serial number, thông tin về công ty sản xuất là công ty Huawei tại Trung Quốc ở đây. Đây, phía này thì có các tem là về chi tiết về sản phẩm hơn một chút, ví dụ như là màu sắc này, cũng như là tất cả mọi thứ ở dưới này đều ghi anh em thấy thông số bằng tiếng Anh đấy không? Đó, hỗ trợ Bluetooth thôi. Đây là phần sản phẩm chính hãng này, không có thông số bằng tiếng Trung Quốc, những sản phẩm sách tay từ Trung Quốc anh em nhé. Bên này thì có tem hợp quy của Việt Nam đây. Sản phẩm này là đồng hồ Huawei Watch GT này, B19 được nhập khẩu bởi Viettel anh em nhé, bởi nhập khẩu bởi Viettel này. Và sản xuất là năm 2019. Nó sẽ tích hợp được với Android 4.4 và iOS 9.0 trở lên. Đó, anh em nhìn thấy không? Hỗ trợ được cho rất là nhiều điện thoại và đồng hồ iPhone, điện thoại iPhone và điện thoại Android. Đấy, từ 4.4 và iOS 9 trở lên, thoải mái cho anh em sử dụng rồi. Đó, màn hình của nó là có độ phân giải là 454x454. PPI là 326. Vâng, có bộ nhớ RAM là 128GB, cấu hình khá là ổn đấy anh em. ROM là 8GB và không hỗ trợ Wi-Fi. Đó, nhược điểm nó không hỗ trợ Wi-Fi thôi. Hỗ trợ Wi-Fi thì anh em có thể đeo đồng hồ và anh em đi quanh nhà được. Còn bây giờ là anh em đeo đồng hồ và phải gắn với điện thoại của anh em cách nhau khoảng 10 mét thôi nhá. Đấy. Và tiếp nữa là anh em thể thấy là hỗ trợ Bluetooth 2.4 này, trọng lượng của nó là 46 này, kích thước là 46.5 này. Đó, anh em nhìn thấy không? Trong hộp thì gồm có đồng hồ, dây sạc, cáp sạc, giá khi sử dụng, thông tin về an toàn và chế độ bảo hành. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đây là một chiếc đồng hồ rất là đơn giản. Anh em thể nhìn thấy ngoài hộp thì nó rất là giống một chiếc đồng hồ cơ. Và đây là một chiếc đồng hồ mặt tròn rất là sang trọng nhé. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho anh em xem luôn và trải nghiệm sơ qua cũng như hướng dẫn anh em cách kết nối cái đồng hồ này. Để mua đồng hồ này thì anh em có vào website bên mình đặt hàng hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Địa chỉ bên mình là 170 Lạch Chay. Đó, đồng hồ này bên mình chỉ bán giá hơn 2 triệu thôi. Đó, và chức năng của đồng hồ này nó là gì nhỉ? Chức năng của đồng hồ này nói cho anh em nào chưa biết nhá. Rất là giống một chiếc đồng hồ cơ, rất là đẹp. Đầu tiên là như vậy, anh em đeo và thay đổi được màn hình, thay đổi được hiển thị ở trên mặt đồng hồ. Rất là sang trọng luôn. Và nó sẽ thông báo được cho anh em cuộc gọi, tin nhắn, thông báo được cho anh em về tình trạng sức khỏe, nhịp tim rồi các thứ. Nó rất là hữu ích, nó là một chiếc đồng hồ thông minh mà. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc hộp luôn nhá. Ok, có một chiếc hộp màu đen như này. Mình bóc lại. Rách siêu luôn. Đấy. Đó, anh em nhìn thấy không? Ok, mình bóc hộp nhá. Đây. Đó, anh em nhìn thấy không? Sang trọng không? Đó, anh em nhìn thấy nhá. Ngay trên mặt khi là mình bóc cái hộp ra là anh em thể nhìn thấy luôn là đây là một chiếc đồng hồ có mặt khá là lớn, thích hợp anh em nó tay to. Bên này nó có hai cái nút này, không biết là hai cái nút gì, bản thân mình cũng chưa được trải nghiệm cái sản phẩm này thực tế luôn. Bây giờ mình bóc hộp và trực tiếp xem clip cho anh em luôn nhá. Đây, mặt đồng hồ anh em nhìn thấy này, đó, màu đen rất là đẹp. Đây, xung quanh này nó sẽ có những cái vạch số giờ phút rất là sang trọng. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra bên trong là còn gì nữa không nhỉ? Đây, không có gì này. Đấy, bây giờ mình mở ra nhá. Bên này có kho phụ kiện đây, có thể nhìn thấy là USB này, cổng USB này, cáp USB này và một sách và giấy tờ các thứ này. Ok. Vâng, đây nha. Có một chiếc đốc sạc. Hỗ trợ cổng taxi rồi anh em nhé. Đây, sản phẩm 2019 mà. Rất là hiện đại luôn, hỗ trợ cổng taxi này. Đấy, anh em để sạc đây, nó có hai cái chấu sạc này. Đó, đây đốc sạc nam châm để vào nó tự nhận dạng, nó tự dính vào thôi. Đó, một cáp sạc taxi.
Một cáp sạc luôn. Hỏi anh em có điện thoại nào mà dùng taxi anh em dùng luôn, anh em nào có iPhone mà không có cái này thì em dùng luôn. Cái này sử dụng cái cáp này. Đó anh em nhìn thấy đầu taxi này, dây sạc rất là xịn của Huawei luôn. Vâng, và không có củ sạc kèm theo nhé. Ở dưới này không có gì hết đâu. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Đây là phiên bản chính hãng quốc tế, khả năng sẽ có tiếng Việt luôn. Đó, mình thử mở nhá. Rất là nhiều ngôn ngữ này anh em nhìn này, Ả Rập này, Lào, Thái Lan này, Campuchia này. Đây Việt Nam đây. Đó, thông tin để phụ kiện phần mềm rất đầy đủ bằng tiếng Việt luôn. Bởi vì đây là một phần sản phẩm quốc tế mà bây giờ Việt Nam là thị trường rất là lớn của Huawei, của Trung Quốc, của tất cả các thương hiệu điện tử khác, nên sách hướng dẫn sử dụng thường thường sẽ có tiếng Việt luôn nhá. Đó. Đây là giấy bảo hành này. Đó, anh em phải nhìn là một quyển sổ bảo hành luôn và khả năng sẽ có tiếng Việt luôn. Đó, rất là nhiều ngôn ngữ ở đây. Đó, chỉ có như vậy thôi, không có cái gì cả. Đó, anh em thấy không? Và đây là chiếc đồng hồ. À, nhắc tạm là hết rồi, không có cái gì cả này. Đó, và đây chiếc đồng hồ nhá. Anh em có thể nhìn thấy là phiên bản màu titan, nhưng dây theo là dây cao su màu xanh, màu xanh kiểu như màu xanh của một chiếc iPhone 11 Pro Max ấy. Đó, anh em nhìn đâu, ông Huawei này ông rất là thích cái màu này. Và đồng hồ màu titan rất là đẹp, anh em nhìn thấy này. Đó, rất là đẹp luôn. Bên này có hai cái phím, mình thử bật lên xem thế nào nhá. Thân ạ. Ô, phía này không thấy tác dụng gì, phía trên này là. Đó, bản thân mình chưa trải nghiệm sản phẩm này. Thế nên là mình cũng hơi bỡ ngỡ một chút về các phím bấm và tất cả các thứ. Anh em nào trải nghiệm sản phẩm này rõ thì anh em cứ comment bên dưới nha, còn mình sẽ trải nghiệm theo đúng là mình là một người tiêu dùng bình thường và bóc ra luôn thôi. Đó, và hướng dẫn anh em thử kết nối xem như thế nào. Đó, ok. Đây là chỉ là một cái đệm thôi. Đó. Cái dây này thì là dây 22. Rất là cơ bản với những chiếc đồng hồ bình thường, đồng hồ cơ anh em có thể thay dây thoải mái này. Đây anh em nhìn thấy không? Đây là dây, một chiếc liệu dây bằng cao su. Bên dưới này thì có khắc những cái rãnh như thế này để cho anh em đỡ bí tay này. Đó, nó thoát mồ hôi rất là tốt này. Đó, anh em nhìn thấy không? Và chúng ta có thể thay được dây da, có thể thay được dây thép, rất đơn giản thôi. Cứ mua dây có kích cỡ 22 là thay được bình thường. Đây, anh em nhìn thấy không? Đó, có cái lẫy này thì ở ngoài bán đầy, anh em cứ ra hiệu đồng hồ mua dây thì người ta có luôn cả cái này. Mua một bộ dây da loại bình thường tầm khoảng 150. Dây da có xấu đâu hoàng, lắp vào là ok rồi. Đó, anh nhìn thấy không? Rất là đơn giản như vậy thôi. Mình tháo luôn dây da là như nào nhá. Đây. Đó, anh em phải thay dây thoải mái này. Cái này thì thích hợp cho anh em là tay to như tay của mình thôi. Nó sẽ rất là đẹp nhá. Đây, bây giờ khi khởi động lên ấy thì nó sẽ báo anh em là quét cái mã QR code này. Đó. Hoặc là down cái phần mềm Huawei Hear này để kết nối nhá. Ok, thì mình ở đây một con, mình có một chiếc điện thoại của Samsung đây. Ok, mình quét nhá. Đây mình dùng phần mềm miễn phí này. Đây, bật lên này. Ok, vào đây luôn. Đấy, nó dẫn đến cho anh em cài đặt cái phần mềm Huawei này. Đấy, bây giờ mình chờ cài đặt, mình lắp lại cái dây, mình đeo thử thế nào nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Lắp lại cái này thì nếu anh em nào thay dây cũng đơn giản lắm. Mình thì nếu mà cá nhân mình thì mình mua đồng hồ này mình sẽ thay dây, bởi vì mình không thích dây cao su. Và anh em nào thích giữ cái dây gốc dùng cũng được. Đó. Những sản phẩm smartwatch của Huawei hay là của Xiaomi, những sản phẩm chính hãng là rất là tốt mà giá thành rất là phải chăng. Đó, anh em này nhìn thấy không? Đó, mình sẽ đeo vào tay này. À, mình vừa lắp được cái dây rồi, không sao cả. Đấy. Đấy nhá. Những bạn nào mà tay to như mình sẽ đeo những này rất là đẹp luôn này. Đó, anh em nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là sang trọng luôn. Ok, mình phải kết nối vào bên trong xem như nào nhá. Sản phẩm này sử dụng hệ điều hành Android. Đây, mình sẽ mở cái Huawei ra nhé. Ok, Việt Nam rồi. Đồng ý tất cả đấy. Ok, nó bắt cài đặt cả dịch vụ di động của Huawei nữa này. Cài luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy là biểu tượng của cái phần mềm này có hình trái tim nhé. Có hình trái tim là sức khỏe này. Đó, thế nên là những sản phẩm này là anh em có thể, chúng ta có thể cài đặt và chúng ta quản lý được nhịp tim rồi tất cả các thứ, chạy bộ rồi thể thao. Đấy, ngoài chức năng xem giờ ra thì đồng hồ thông minh là như vậy. Còn ví dụ như anh em bỏ ra khoảng 1 tỷ này hoặc là một vài triệu anh em mua một chiếc đồng hồ cơ ấy, thì nó chỉ xem được giờ, xem được ngày tháng thôi. Còn đây là một chiếc smartwatch này, chúng xem rất là nhiều. Và giá thành rất là phải chăng, có hơn 2 triệu. Có hơn 2 triệu cho anh em nhé. Còn bỏ ra một smartwatch của Apple giá khoảng 5-6 triệu thì chức năng của nó cũng chỉ như thế thôi, nhưng mà được cái sang trọng của cả Apple. Còn đây là một chiếc smartwatch của Huawei. Đó, đeo tay trông như đồng hồ cơ luôn và rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối và xem nó hiển thị sẽ là như thế nào nhá. Ok, mở lại này. Ok, ngày tháng năm sinh này. Ok, mở khẩu nó đặt bừa một cái đi nhỉ. Cái
kết nối nhanh cho các bạn xem. Đó. Thì khi cài đặt lên thì phần mềm nó sẽ hiển thị có GT2 này, GT Series này. Thì đây là một chiếc đồng hồ của GT Series nhé, không phải GT2. Ok, ghép cặp. Đó, bây giờ tìm này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ hiển thị là đúng tên này luôn. Đó, ok chưa? Đấy, ở trên ấy nó báo này. Ấn đồng ý này. Đó, thử tí vào xem có tiếng Việt không? Đó, anh em thấy nhìn không? Mặt đồng hồ rất đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không? Mặt đồng hồ rất đẹp luôn nhá. Đó, trông rất là hiện đại và hầm hố luôn. Rất là kết nối rất là đơn giản thôi. Cả bên này sẽ có đồng bộ được rất là nhiều thứ ở đây. Đây, các bạn nhìn, anh em nhìn thấy nhá. Thông báo về Gmail, bản đồ, bộ sưu tập, cài đặt và tất cả những tiện ích anh em có thể cài vào đây được. Bật thông báo lên luôn. Đấy, về sức khỏe này. Cho phép đi hết đi. Sức khỏe này. Đó, sẽ cho phép tất cả những phần mềm này có thể kết nối và thông báo được. Anuvia cũng vậy luôn này. Ok. Đấy. Đó, anh em thấy không? Ngay từ cái phần mềm này ấy thì sẽ nhìn thấy là số bước chân, số calo hàng ngày tiêu thụ và quãng đường đi là bao nhiêu km một ngày. Cái này chủ yếu là thiên về sức khỏe. Đó, nhưng quan trọng này. Đó, ngày giờ này. Thông báo như một chiếc đồng hồ luôn. Đây, xem có tiếng Việt không nhá. Rồi, phần cài đặt của nó đây này. Lúc này sẽ là gì nào? À, đây là lúc cài đặt này. Lúc chức năng menu này. Đó, trên này có bơi này. Đó, anh em thấy không? Đạp sẽ đạp đi bộ. Hay là leo núi, trượt tuyết, rồi chạy bộ đây. Chạy bộ bằng máy này. Rất là nhiều chức năng luôn. Rồi sao có tiếng Việt không này? Trên này thì nó không, mình cảm thấy nó không giống cái của Xiaomi. Mấy Xiaomi nó sẽ có phần cài đặt của thiết bị ở đây. Bản thân mình thì nhìn thấy ví dụ như thông báo thôi, chứ không cài đặt trên đồng hồ được. Cập nhật cơ sở hạ tầng. Đó, mà ở trên này nó có cái cài đặt này không nhỉ? Xem thử nào. Hiển thị thôi. Đó. Tạm thời mình sẽ chưa tìm được thấy cái phần cài đặt nào ở trên cái thiết bị đồng hồ này nhá. Bản thân mình thì cũng lần đầu tiên bóc chiếc đồng hồ này ra. Nhưng cái quan trọng là mình muốn giới thiệu cho anh em một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời, giá thành rất là rẻ này. Giá chỉ có hơn 2 triệu thôi anh em nhá, và là bản chính hãng, bảo hành tại chính hãng luôn. Thế là anh em yên tâm mà mua hàng thôi. Đó, anh em có thể qua trực tiếp bên mình là 170 Lạch Chay để mua sản phẩm này, hoặc là điện thoại là mình sẽ ship COD trên toàn quốc cho anh em luôn. Đối với sản phẩm này anh em không phải đặt cọc. Anh em cứ đặt, mình sẽ ship, anh em nhận được hàng, thanh toán. Rồi anh em trải nghiệm, nếu anh em không biết cài đặt anh có thể liên hệ cho mình. Anh em nào biết rõ về sản phẩm này thì anh em cứ comment bên dưới để nói rõ, để mình sẽ review lại một buổi nữa cho anh em xem nhá. Đó, đặt hàng sản phẩm này thì mình nói lại nữa là anh em vào website mnm.vn, đường link mình để ở bên dưới mô tả đặt hàng. Đó, mình sẽ gửi toàn quốc cho anh em. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào và hẹn gặp lại anh em. Một chiếc đồng hồ rất là sang trọng với giá chỉ có hơn 2 triệu thôi. Đó.